Chào mừng quý vị đã quay lại trở lại với kênh Nhà Biết. Ngày hôm nay thì Huy muốn giới thiệu đến chị một căn nhà phố tại hẻm 482 phường Nơ Trang Long, đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Và cái hẻm này là hẻm xe hơi. Đây, khu vực này thì nhà cao tầng, khu đồng bộ cao tầng. Và đây là cái căn nhà của chúng ta ghé thăm ngày hôm nay. Quay tổng thể luôn. Em quay ra phía dưới này luôn để cho mọi người thấy luôn. Ok. Rồi. Quay vòng quanh luôn, ok. Đây, phía trước nhà thì có cái một cái khoảng sân này, có cây lục vừng đây rất là mát ha. Ở nhà này thì có bề ngang là 4m, bề dài là 20,6m, diện tích công nhận ở trên sổ luôn nhé là 84,1m. Xe hơi vào nhà. Đây, phòng khách đậu xe hơi. Rồi mời cả nhà tiến vào. Ở đây ấy, là cái khoảng để thông tầng. Đấy, thông tầng rất là thông thoáng. Cầu thang giữa nhà có một nhà vệ sinh. Rồi đằng sau đây là phần bếp. Đây, em quay lại một vòng cho mọi người thấy luôn. Rồi đây, cái phần này nữa. Phần này, đằng sau đây còn có một khoảng trống này, là cái phần sân sau. Đấy, nên là rất là thông thoáng. Đấy, em quay chậm thôi khỏi nó lắc. Rồi, quay lên. Đấy, khoảng dưới trời. Rồi, quay ngược lại dành trước. Đấy. Đấy, đấy là phần bếp. Rồi, mời cả nhà đi lên tầng lửng. Đây, quay luôn cái góc từ phòng khách nhìn từ trong ra ngoài này. Đấy, xe hơi đậu trước này. Xe hơi đậu trong nhà, còn một chiếc xe hơi ngoài đường nữa. Đấy, rồi lên. Đấy, cái khoảng thông tầng này rất là cao và nó thông thoáng. Ở trước thì còn có cây xanh nữa. Khu vực này thì cũng rất là nhiều cây xanh. Đây là phần không gian tầng lửng. Đây. Đấy. Đây, tầng lửng. Tầng lửng này cũng có một cái cửa sổ ra sau. Chỗ này thì có thể là nếu như ở dưới kia anh chị để xe hơi rồi thì trên này có thể là để cái sofa làm không gian phòng khách hoặc là phòng làm việc ở đây. Đấy. Rồi. Em quay ngược lại cho mọi người nhìn thấy này. Đây là từ tầng lửng nhìn xuống này, thấy không? Khoảng thông tầng rất là thông thoáng. Rồi đi lên lầu 1. Trên lầu 1 đây thì có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đây có sẵn đèn trần, máy lạnh cho mình, rèm cửa. Đấy, nhà vệ sinh. Đây. Rồi. Em đi vào góc đấy, xong rồi quay ngược lại. Đi sát góc luôn. Đấy, để cho mọi người thấy được cái không gian. Ok. Rồi đi ra phía trước. Đấy. Phía trước đây lại cũng là một cái phòng ngủ. Có ban công này, có khoảng ban công nhỏ xuống. Đó, có tủ, sẵn tủ ở đây luôn. Đây, em đứng lại góc quay ngược lại, ok. Rồi, mời cả nhà theo chân Huy đi lên lầu 2. Em đi trước xong quay ngược lại.
Đây là lên lầu 2. Đấy, lầu 2 thì cũng có hai phòng tương tự. Đây. Đây là một phòng ngủ. Cái phòng này là có đấy này. Cầu thang, cầu dao ở đâu này? Đây có cầu dao giữa nhà nhưng mà thôi. Đây có đấy, bật điện cho mọi người thấy này. À, đây có cả bồn tắm này. Đây. Cái phần này thì trên phòng ngủ á, đi chậm phải rung. Đi trên lầu 2 thì có một cái phần phòng ngủ này á, thì ở đây lại có một cái bức này. Đấy, thì chia ra thì chỗ này thì có thể là làm một cái phòng thờ. Tuy nhiên, nếu như anh chị mà muốn làm một cái phòng ngủ rộng thì có thể đập cái bức tường này ra. Từ bức tường này nó không chịu lực, không ảnh hưởng gì cả. Đấy. Đấy, còn khu đây ha. Xung quanh là đồng bộ nhà cao tầng rồi. Rồi, đây là sân thượng này. Chỗ này trước làm phòng học hay sao đấy. Làm phòng học hay sao thì có cái bảng này. Rồi các phòng đều có gắn sẵn máy lạnh rồi nha anh chị. Rồi, thiết kế cầu thang giữa nhà. Rồi thẳng cầu thang lên thì là không gian phần giếng trời. Đấy. Rồi, đây là có sân thượng trước sau. Ở đây khóa cửa rồi thôi. Có nước nóng này. Nước nóng. À, bồn nước. Đấy, cái phần trước đấy nữa là một cái sân phơi. Rồi, đây, em quay đi được rồi. Đấy, phần sân phơi. Ok. Đây có chìa khóa nhưng mà thôi, khỏi mở đi. Đấy, phần giếng trời. Ok. Rồi, vừa rồi là Huy đã dẫn anh chị đi tham quan hết một vòng căn nhà này rồi. Thì nhà gồm có, Huy tóm tắt lại nhé. Nhà gồm có sân trước này, phòng khách, cầu thang giữa nhà, bếp mà sân sau. Đấy, xong rồi lên tầng lửng. Tầng lửng thì phía sau là cái một cái khoảng sân có thể để làm phòng khách. Còn phía trước là để thông tầng. Nên là tạo ra cái khoảng rất là thông thoáng. Là lên lầu 1 thì có hai phòng, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, rồi ban công. Rồi lên lầu 2 cũng hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và sân thượng trước sau. Đấy. Rồi Huy xin khép lại cái video ở đây và xin hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo. Và mọi phần thông tin chi tiết thì Huy sẽ để lại trong phần mô tả hoặc là trong phần comment đầu tiên đấy. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.